Thực hiện chương trình phối hợp giữa phường Nam Khê với các đơn vị đóng quân trên địa bàn năm 2022, sáng ngày 19 tháng 7, Ủy ban nhân dân, Hội nông dân phường Nam Khê phối hợp với Trung đoàn 244, Tiểu đoàn 16 tổ chức ra quân làm công tác dân vận giúp dân bảo vệ môi trường. Các lực lượng gồm cán bộ hội viên Hội nông dân phường, người dân cùng các cán bộ chiến sĩ hai đơn vị đã tổ chức nạo vét kênh mương, phát quang, dọn dẹp vệ sinh tuyến đường nội đồng khu Trạc Khê và khu Nam Tân với chiều dài 1 km. Tuyến đường sau dọn dẹp vệ sinh sẽ được trồng hoa, cải tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Thông qua việc làm ý nghĩa và thiết thực này, không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn góp phần thắt chặt mối đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên địa bàn phường Nam Khê với nhân dân. Tiếp tục phát huy công tác dân vận của các đơn vị quân đội, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong chương trình, các lực lượng sẽ phối hợp giúp hai hộ gia đình thương binh Nguyễn Văn Thiện và Nguyễn Thanh Tĩnh, trú tại khu Nam Tân, dọn dẹp vệ sinh vườn và nhà mới xây. Đây là hoạt động ý nghĩa trong công tác dân vận giúp dân nhằm tri ân gia đình người có công, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.